sử dụng nước sinh hoạt không hợp vệ sinh. Câu chuyện tưởng chứng như chỉ có ở thôn quê, vùng núi thì nay đang xảy ra ngay tại một dự án của một tập đoàn lớn về bất động sản. Và hơn thế nữa, dự án này lại vừa nhận giải nhà ở xã hội tốt nhất. Gần một năm nay, người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà, Sienco Nam Len, tập đoàn Mường Thanh, dù đã sử dụng đủ mọi cách từ hiện đại tốn kém như lắp hệ thống máy lọc nước cho đến thủ công rẻ tiền như bịt màng bọc lông, thì kết quả vẫn chỉ có một: nước sinh hoạt của họ bẩn, chẳng khác gì nước mương. Vàng như nghệ, vẩn màng là hình ảnh người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà, Sienco Nam Len, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội mà chúng tôi ghi nhận được. Anh Tú Tuấn Dương, cư dân tòa chung cư HH2, 2C, khu đô thị Thanh Hà, Sienco Nam Len cho biết, ngay từ lúc đầu về sinh sống, nước đã có hiện tượng vàng và có mùi. Gia đình anh cũng đã phải đầu tư lắp đặt hệ thống lọc riêng để sử dụng. Ngay từ lúc đầu nhận nhà là bắt đầu nước đã có hiện tượng màu như này rồi, và mình phải mua các hệ thống lọc liếc để dùng để làm nước sinh hoạt cho nhà mình. Mình thì cũng ở nhiều nơi rồi ấy, thì nhận thấy là nước ở đây có màu vàng này, thỉnh thoảng thì có mùi này. Chứ nói thật ra là chưa bao giờ thấy có cái tình trạng là nước trong cả, và có mùi đấy rất là lo lắng về sức khỏe không chỉ bản thân mà tất cả các cư dân trong tòa nhà. Theo người dân, tình trạng này diễn ra từ khi các cư dân bắt đầu vào sinh sống. Phản ánh về việc này thì các cư dân ở đây được trả lời do hệ thống mới đưa vào sử dụng nên có hiện tượng đó và sẽ hết dần sau khi vận hành và sử dụng. Nhưng trên thực tế nhiều tháng nay, nước sinh hoạt ở đây vẫn có màu vàng như thế này. Tình trạng này thì bắt đầu từ khi mình nhận nhà, từ khoảng trước Tết được 1 tháng rưỡi hoặc là 2 tháng gì đó. Lúc ban đầu thì mình có hỏi các nơi, thì họ nhân viên thu tiền nước ở các nơi thì đều nói là do ban đầu mới đi vào hoạt động nên có thể là đường ống hoặc là bể bị bẩn, nên là tình trạng này dần dần sẽ được khắc phục. Nhưng cho đến nay khoảng tầm đến 3 tháng đến 4 tháng rồi mình vẫn thấy nước là đục, thỉnh thoảng thì có màu. Thì sau khi mình sử dụng cái nước mà bên chủ đầu tư cung cấp thì mình thấy cái nước đấy không đảm bảo, mình dùng cái nước lọc của mình và mình rửa ráy toàn bộ các đồ ăn uống hàng ngày của mình lại bằng cái nước đó. Thì cách đây ngày hôm qua hôm kia thì mình có thay cái lõi lọc đó, thì cái lõi lọc đấy nó rất là bẩn. Và cái bạn mà lắp cái lõi lọc cho mình thì bạn nói là chưa thấy ở đâu cái lõi lọc nó lại bẩn như thế mà trong thời gian ngắn đã phải thay thế rồi. Các tiện nghi hiện đại trong nhà có thể không có, nhưng hệ thống lọc thì hầu hết mọi gia đình ở đây đều phải trang bị. Một chưa đủ, đôi khi họ phải tìm giải pháp khác đảm bảo hơn. Chúng tôi phải mua bình nước lọc, tự chúng tôi làm. Ngoài cái vấn đề đó ra thì chúng tôi phải mua nước ăn, nước uống. Còn cái nước này thực sự ra là không dám nấu mà chỉ dám rửa ráy mà thôi. Cái nước sinh hoạt rất chi là quan trọng. Thế thì mắt thường cũng nhìn thấy rồi, chưa cần nói đến vấn đề khác để mà xử lý. Nhưng mà thực tế là cư dân ở đây họ đã cũng phản ánh đã lâu rồi. Hiện tại bây giờ thì là thực sự là báo động. Thế là mong là dự án rồi là các cấp là xem xét lại để cho nguồn nước cư dân được ăn uống nó tốt hơn. Trong khi đó, người dân cũng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ là gần 6.000 đến 9.000 đồng để mua 1 mét khối nước sử dụng. Được biết nước mà cư dân khu đô thị Thanh Hà, Sienco Nam Len đang sử dụng là nguồn nước từ trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát quản lý và vận hành.